Kính thưa quý vị, Hoàng tử xứ Wales đến thăm điện thờ nổi tiếng Haji Ali Daga ở Mumbai. Hoàng tử xứ Wales của Anh hôm thứ Hai vừa qua đến thăm điện thờ Haji Ali Daga của người Sophi, một trong những điểm đến tôn giáo nổi tiếng ở thành phố Mumbai, miền Tây Ấn Độ. Hoàng tử Charles, với sự quan tâm sâu sắc đến nghệ thuật và văn hóa Hồi giáo, đến thăm điện thờ linh thiêng trong an ninh siết chặt và tháp tùng là các giới chức. Haji Ali là điểm du lịch nổi tiếng chỉ cách bờ biển Ả Rập vài trăm mét. Điện thờ là nơi an nghỉ của thánh Pir Haji Ali Shah Bukhari. Hoàng tử Charles đánh giá công việc khôi phục điện thờ đang diễn ra. Hoàng tử Charles và vợ ông, nữ công tước xứ Cornwall, đến thăm Ấn Độ trong chuyến công du 9 ngày.